Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu mình đi. Xin chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Ân, năm nay 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê Đồng Tháp ạ. À, nhưng mà công việc của em chính là làm gì? Dạ, hiện đang làm là kỹ sư quy trình. Kỹ sư quy trình hả? Dạ. Ủa là sao em? Ở trong nhà máy có một quy trình sản xuất ra cái sản phẩm. Để đảm bảo cho quy trình nó chạy thông suốt thì em là người đề ra những cái kỹ thuật để cho những bạn công nhân, những bạn kỹ thuật ở đó làm việc tốt. Nhưng mà em đang làm việc ở Đồng Tháp hay là làm việc thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời em gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả. Em tên là Tịnh Uyên, em năm nay cũng 30 tuổi. Em hiện là nhân viên văn phòng. Em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà quê nội thì ở Bình Định. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em thân thiện, dễ kết bạn với lại tất cả mọi người. Dạ, điểm yếu của em là nữ công gia chính của em chưa được tốt lắm. Thôi, miễn chịu khó học là được. Dạ. Rồi, bạn trai, điểm mạnh điểm yếu mình là gì? Điểm mạnh của em là Tú Đữ Tường là em biết, nhưng mà em không có phạm vô ạ. Có cái gì mà nổi trội lên không? Ưu điểm của em á? Dạ, nấu ăn thì em cũng biết nấu. Rồi, một số món gia đình thôi. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu năm? Dạ, mối tình dài nhất là 6 tháng ạ. Còn mối tình ngắn nhất là? Là 1 tháng ạ. Sao mà ngắn như vậy? Thời điểm đó là em quen bạn nữ là năm 2012. Sau khi quen một thời gian thì em với bạn đó có những cái xích mích mà em thấy nó rất là nhỏ nhặt. Thì sau này, thời gian sau em suy nghĩ lại là mình chưa đủ chín chắn trong tình cảm. Nên mình dẫn tới chia tay cái mối tình đó. Nói chung là lúc đó mình chưa chín chắn. Dạ. Bây giờ chín chắn thật sự chưa? Dạ, là chín chắn rồi. À, chín chắn rồi, đi tìm người yêu nha. Dạ. Mà bạn gái? Em tình trường như thế nào cơ? Cũng kha khá. Dạ. Mối tình dài nhất của em là quen hồi đại học 4 năm. Dạ. 4 năm là cũng dài, sao mình không tiến tới hôn nhân được? Tại vì tính cách hai người cũng không có hợp nhau á chị. Không hợp mà quen 4 năm. Nói chung là 4 năm đó bạn đã ráng chiều em chứ tới năm thứ tư hết chiều nổi rồi. Ủa em khó chịu lắm hả hay sao? Em cũng không biết, chắc vậy nó mới ế đó chị. Rồi từ lúc đó tới nay? Dạ, từ đó tới nay thì công việc của em cũng bận rộn cho nên là em cũng không có tìm hiểu nhiều người. Nhưng mà quen một tình 4 năm rút ra là tại vì mình chiều không được rồi là chia tay. Là do tánh mình sao mình khó chịu hay là mình như thế nào mà người ta chịu không nổi? Em hơi trẻ con á, bạn đó thì cũng chín chắn. Nói chung là lúc đó em cũng chưa chín chắn. Thôi rút kinh nghiệm cho lần sau, bây giờ đã bớt nhõng nhẽo chưa? Dạ, em sẽ cố gắng bớt. Cố gắng thôi chứ cũng chưa chắc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi, thôi được rồi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, rút kinh nghiệm từ nhiều cuộc tình khác, em muốn tìm một người bạn trai kiên nhẫn với lại rộng lượng. Kiên nhẫn, rộng lượng, nhưng bản thân mình cũng phải bớt bớt lại một chút xíu. Dạ, em ráng tí nha. Về ngoại hình, bạn trai đó nhìn dễ thương là được. Có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Da trắng chút, cười dễ thương chút. Da trắng cũng có, hơi trắng trắng, cười dễ thương, khó đó. Còn gì khó hơn không? Có cái gì không thích ở người bạn trai không? Tính em cũng dễ chịu cho nên tạm thời vẫn chưa có gì em dễ chịu đâu. Dễ chịu mà người ta chịu nổ chia tay mà dễ chịu. Tại vì hồi xưa thôi, giờ em khác rồi mà. Giờ khác rồi mà đúng không? Dạ. Giờ lớn rồi đúng không? Dạ. Bây giờ anh cho em coi cái hình của chàng trai hồi lúc nhỏ nè. Em đoán anh đó giờ sao? Trời đất ơi. Dạ, giờ chắc anh trắng ra dữ lắm em. Được không? Em đoán được chàng trai đâu? Được chưa? Dạ, chắc cũng được. Chắc lớn cũng được khác ha. Thấy cũng khá khá ha. Dạ. Rồi, duyệt luôn. Rồi, còn bạn trai, bạn muốn tìm người yêu như thế nào? Dạ, em thích bạn nữ nói chuyện với người lớn, lễ phép, có xu hướng là hướng về gia đình. Em đoán thử coi bạn nữ bên này như thế nào? Dạ, em nghe bạn nữ nói chuyện thì thấy giọng cũng dễ thương cho chị. Rồi, dễ thương, chắc chắn là bao dễ thương luôn. Dạ, thì cao thấp mập ốm. Cả tháng mọc ốm thì em không dám đoán, nhưng mà em nghĩ tính tình cũng dễ mến. Và em có cảm giác như là không có khó chịu, em cũng dễ chịu. Dễ chịu mà, nhưng mà khó chịu. À, trẻ con. Dạ. Bây giờ nhìn hình thử nha. Dạ. Nhìn hình đoán nha. Dạ. Đó. Wow. Trẻ con thấy không? Dạ. Dễ thương. Khó chịu. Giờ y chang vậy luôn á. 30 tuổi y chang vậy luôn á. Được không? Giờ phải lớn hơn nhiều chứ chị. Không, cũng vậy à. Thì bên ngoài chững chạc nhưng mà bên trong thì trẻ con thì tiện cho em chăm sóc với lại chiều chuộng à. Nếu như bạn hồi coi được thì em định là chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Khoảng 1 năm em sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Mình chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa?
Dạ thì cũng có một khoản nhỏ nhỏ để tiết kiệm, nhưng mà cũng chưa có tính là đầu tư vô chuyện đó. Trời đất ơi, rồi được rồi, bây giờ nếu lập nghiệp lấy nhau thì mình tính sinh sống phát triển cái kinh tế gia đình á, mình sẽ lập nghiệp ở đâu? Dạ thì sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ, tại hiện tại em đang ở với ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Ví dụ như bạn nó hơi thằng nè, bạn đó đi làm về mà ví dụ như thấy hơi mệt hay là hơi khó chịu vấn đề gì đó mà có thể chia sẻ với em thì một đôi lúc thì thôi thì đồng ý, nhưng mà ví dụ như ngày nào cũng về cũng nghe anh này như thế này, cô kia, cô nội như thế kia. Nên là rồi kể chuyện trong công ty, trong chỗ làm đó là em không có muốn nghe ba cái cằn nhằn mấy cái chuyện đó đúng không? Dạ, thật sự là nếu mình ngày qua ngày như vậy, mỗi ngày về một tiếng mấy hai tiếng thì chắc em chịu không nổi. Rồi, hiểu. Lăng cũng nghe được rồi ha. Bây giờ anh sẽ qua anh thăm đàn gái coi làm sao ha? Dạ, anh thăm. Nếu được cái mình tiến tới luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Ô, chào em gái, dễ thương. Bây giờ là đàn trai muốn năm nữa tiến tới được không em? Dạ, mấy mình thêm nửa năm tìm hiểu nữa đi anh. Nói vậy thôi chứ trong tình yêu nhiều khi đã giá thấy cái làm luôn á. Anh làm kỹ sư trong nhà máy á, anh gặp rất nhiều các cô công nhân xinh đẹp ở trong, có ghen không? Em cũng gặp nhiều anh công nhân đẹp trai ở công ty em lắm luôn á. Có ghen không? Thì cũng đâu có gì đâu, phải ghen anh. Không ghen đúng không? Dạ. Rồi, anh thấy bên đàn gái anh chịu á. Dạ. Dạ. Hôm nay em đi với ai em gái? Dạ em đi với lại ba với mẹ với chị em. Có ba mẹ anh chị em nữa hả? Rồi cho chị gặp ba mẹ của em. Dạ chào cô chú ạ. Theo như nhận xét từ nãy giờ đó, thấy là công việc á, thì nó đã ổn định rồi. Dạ. Thấy là cũng ok đó. Dạ, cảm ơn. Nhưng mà còn cái phần mở cái hàng rào ra đó. Dạ. Thì hai đứa có cái sự tìm hiểu thêm á, thì lúc đó mới quyền quyết định là do con gái. Dạ, nói chung ba mẹ chịu rồi đó. Dạ. Nhưng vấn đề là cho con gái thôi. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại ba mẹ. À, có ba mẹ luôn hả? Dạ, chào cô, chào chú. Dạ. À, cô xin chào cháu gái. À, hôm nay đến đây gặp cháu cô rất là vui. Hai con thương quý. Hai con từ là hai người không chưa từng quen biết nhau, nhưng hôm nay nhờ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hai con có dịp ngồi lại với nhau, thì đây cũng như là một cái duyên ở trong trời định. Cho nên hai con hãy tạo cơ hội để tìm hiểu và tiến xa hơn, đó là mong ước của cô ạ. Dạ, rồi. Cảm ơn cô nhiều ạ. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. À, chào Uyên. À, hôm nay tới với chương trình thì Ân có làm cái món quà handmade. À, đây là cái ly mà mình làm lại, nó giống như là cái đèn ngủ á. À, hy vọng là cái căn phòng ngủ của Uyên nó sẽ thêm phần ấm áp và sáng sủa và những giấc mơ đẹp sẽ đến với Uyên. Cảm ơn anh. Uyên có cuốn sách tặng cho Ân. Mừng Uyên. Sách gì đó, đọc đi em thử coi, sách gì vậy? Buổi sáng diệu kỳ ạ. Thì có đèn ngủ, ngủ một giấc ngon, sáng dậy là có buổi sáng diệu kỳ ha. Dạ. Rồi vô chuyện tình yêu đi hai bạn. À, nãy giờ nói chuyện thì Uyên thấy Ân có đúng như là anh hình dung đi. Của Uyên không? Dạ, em thấy gọi tên nó có vẻ nó dễ thương hơn ạ. Hồi đó tôi cũng gọi tên không à, gọi được có ba bữa cũng anh em à. Ông xã bà xã tới giờ. Nếu mà quen nhau á thì Ân cũng nói trước là công việc của Ân khá là bận, là có thể là đi làm cả thứ bảy chủ nhật. Thì những cuộc hẹn hò đôi khi phải cancel. Mình đôi khi thôi phải không? Thì dĩ nhiên đó là cái công việc là những cái tạm thời thôi. Ví dụ như mình cái để mình kiếm sống hàng ngày thôi, nó không phải là cái chuyện suốt đời. Còn cái chuyện mà hẹn hò này, rồi có người yêu, rồi sau này tiến tới hôn nhân, thì mình nghĩ nó là chuyện cả đời. Nên cái chuyện mà đôi lúc đó mình có thể gác lại. Mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình? Nói cho nhau nghe đi. Ân nghe nhiều người nói á, hôn nhân gia đình nó giống như là cái nấm mồ của tình yêu á. Nhưng mà Ân thì nghĩ khác. Hôn nhân nó giống như là cái kết thúc viên mãn của tình yêu. Nghĩa là hai người khi đã xác định là tin tưởng với nhau. Ân có yêu cầu đặc biệt gì về bạn nữ không? Thật sự là mình cũng không có yêu cầu gì đặc biệt. Ủa sao cũng được luôn hả? Mình tin là tình yêu thì mà hai người gặp nhau á, thì có cái cảm xúc gì ở bên trong thì mình mới tiến tới tình yêu. Chứ còn kiểu mà gặp ai mình cũng có cảm giác hay là mình tán tỉnh thì mình cứ đổi thì mình không thích cái kiểu đó. Bạn nam có thể làm gì đó nó ga lăng lãng mạn xíu, thuyết phục sao tao mới bấm nút chứ.
có cái bài hát mà em hay thích, rất là hay hát. Thì cái bài hát này em cũng muốn tặng luôn cho anh Linh với chị Tường với lại quý khán giả và cả bạn Uyên nữa, là bài Sau Tất Cả. Sau tất cả mình lại trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay, từng ngày xa lìa khiến đôi tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Em xin hết ạ. Anh có thích nhạc tiếng Anh không? Có anh có hả? 'Cause baby, when you left, I lost a part of me. It's still so hard to believe. Come back, baby, please. 'Cause we belong together. Dạ hết rồi. Dễ thương đó, hai bạn rất là dễ thương. Bây giờ mình nói chút xíu về tương lai đi. Hai đứa khi mà có thể tiến xa hơn thì chúng ta sẽ có một cái khát vọng, một ước mơ gì để phát triển kinh tế trong gia đình đó. Anh thích mở quán cà phê không? Mở quán cà phê thì kinh phí nó cũng khá là lớn. Để mà nuôi cho quán cà phê nó sống á, thì anh nghĩ là phải đi làm trước rồi đã. Có tiền để mình mới đầu tư những ý tưởng kinh doanh của mình được. Quán cà phê không cần nhiều tiền đâu. Dạ. Vấn đề là do ý tưởng mình làm thế nào để phát triển thôi. Anh nghĩ thế này nè, mình là người đàn ông trụ cột á, mình phải nghĩ cái gì đó. Kinh doanh thì mình mới phát triển được. Còn nếu như thật sự chúng ta nghĩ cả đời đi làm thuê đó thì chúng ta cũng có nhiêu đó thôi. Yeah. Nha, theo kinh nghiệm qua là như vậy. Dạ. Yeah. Rồi. Thì sau khi nghe ý tưởng của Uyên là mở quán cà phê thì em thấy đây cũng một cái hướng em cũng muốn phát triển. Được đó, cứ khát vọng có ước mơ của mình thì mình mới chinh phục được. Bây giờ các bạn cũng đã nói chuyện với nhau, nhìn nhau rồi. Trước mặt chúng ta là ba mẹ, là gia đình hai bên. Chúng ta phải quyết định theo chính trái tim của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Chúng ta trao cái duyên cho người đối diện. Nếu thật sự ta cảm thấy rung động và đối tượng đó có thể là một nửa của ta thì ta mới bấm nút nha. Quyết định là quyền ở các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em là không bấm nút? Dạ em thấy cũng chưa có hợp nhau lắm. Tính em thì có vẻ nhanh với lại năng động đó. Em thấy bạn trai có vẻ hơi điềm đạm quá. Bạn trai rất là năng động đấy, nhưng có vẻ rằng bạn ấy bị một chút tiếng sét nào đó. Đúng đối tượng cho nên là hơi rụt rè đó. Bạn ấy hơi bị rối. Em muốn nói gì không? Dạ cảm ơn anh Linh và chị Tường được có mặt ở trên đây tham dự chương trình Bạn Mối Hẹn Hò mà được quen bạn Uyên là em rất là vui đã. Anh thấy thế này, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Yeah. Chỉ cần một tích tắc chúng ta đã mất đi một cơ hội, biết sao được. Giới thiệu họ tên công việc của mình. Em tên là Đỗ Thị Dư, sinh năm 1985, quê ở Cao Biên, Thanh Oai, Hà Nội. Làm nghề bán hàng dược liệu, kinh doanh dược liệu. Hiện tại mới chuyển. Mình đang ở đâu chuyển thì? Từ Hà Nội mới chuyển vào Bà Rịa Vũng Tàu sống ạ. Chuyển vào luôn hay sao ạ? Vâng, em vào Bà Rịa sống. Mình đi cùng với ai chị? Đi một mình ạ. Tại vì ở trong này có người quen, có chị gái, nhà chị gái ở đây ấy. Nhưng mà hiện tại là em đang ra ngoài ở, chứ không ở nhà chị gái. Mà em sẽ ra ngoài ở xong rồi mục tiêu của em là sẽ... Thế thì vào đây mọi thứ lạ lắm hết thì công việc của mình sẽ như thế nào? Vì em bán dược liệu chủ yếu bán sỉ mà, cũng không ảnh hưởng. Dược liệu đó là mình lấy sỉ, mình lấy mình về bán lại đúng không? Mình bao tiêu cho hộ nông dân ấy, em bao tiêu, chịu trách nhiệm bao tiêu cho mấy hộ nông dân ấy. Rồi có cái động lực lý do nào mà mình lại chuyển vào đây không ạ? Thứ nhất là em cơ thể em thân nhiệt nó yếu đấy, cho nên em thích vào đây. Nó không, thứ nhất là không lạnh, thứ hai là không nồm, và thứ ba là em muốn thay đổi môi trường sống, xem mình thử sức mình xem mình có thể sống được ở môi trường mới hay không. Rồi mình nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình nha chị nhé. Vâng, điểm mạnh của em là
em thích kinh doanh. Thứ hai là điểm yếu của em là em hay quên. Tính em hay quên lắm. Nhưng mà điểm mạnh của em nữa là em sống luôn tử tế và luôn biết kính trên nhường dưới. Và đặc biệt em rất thích kinh doanh. Không bao giờ có cái suy nghĩ là sẽ ỉ lại cho ai đấy, hoặc là em phải tìm cách nào để mình tiền đẻ ra tiền, nhưng với điều kiện là phải đồng tiền trong sạch. Rồi được tình duyên thì như thế nào, mình từng kết hôn chưa ạ? Em kết hôn rồi và đã ly hôn được từ năm 2018, và bản thân em nuôi con gái 10 tuổi. Ly hôn. Vậy thì con có vào cùng với mình không? Không, con lúc này đang ở nhà ngoại. Khi nào em mua được nhà thì em sẽ đón con vào. Rồi, mình chia sẻ một chút về cái cuộc hôn nhân đó. Lý do làm sao mình chia tay? Lý do là chồng em nát rượu, ham ăn lười làm. Rồi ở với nhau được bao lâu chị? Ở 3 năm. Cưới năm 2011 thì 20 thì được 3 năm để con đi. Ừ. Rồi bây giờ thì bế con đi, nhưng mà mình đã ly dị rồi, xong chưa giấy tờ á? Rồi anh chồng thì còn qua lại để mà trình thăm con hay gì không chị? Không giúp đỡ một cái gì hết, không qua lại gì hết. Rồi. Rồi, cái lý do bây giờ mình tham gia chương trình là sao ạ? Mình động lực nào mình tham gia? Tìm được một nửa của mình thì tốt. Để thứ nhất là phụ nữ thì không ai là muốn cô đơn cả, đúng không ạ? Kể cả phụ nữ hay đàn ông cũng thế, không ai muốn cô đơn cả, trừ khi nó hoàn cảnh hoặc là không tìm được người mình gặp đáng gặp thật sự. Hai nữa là dù sao ai cũng muốn hạnh phúc nửa đôi mà, nếu mà tìm được thì tốt, không tìm được thì biết phải bằng lòng với số phận, đúng không ạ? Đó, bởi vì phụ nữ cô đơn thường hay bị bắt nạt lắm, ra ngoài xã hội hay bị bắt nạt lắm. Mà ai cũng cần chỗ dựa, thứ nhất là cho mình, thứ hai cho con. Rồi, mình mong muốn một người như thế nào chị? Thì mong muốn một người có chung hoàn cảnh. Đặc biệt là nếu mà ở Bà Rịa này được cùng thì tốt. Hoặc là người có ý chí, không keo kiệt, không gia trưởng, không nhậu. Đơn giản vậy thôi, có ý chí làm ăn, thế thôi. Mà mình nói về ngoại hình cụ thể hơn ha, ngoại hình rồi công việc, tuổi tác của anh đó luôn ạ. Thì anh nghĩ phải, nếu mà được người bằng tuổi thì tốt, sinh năm 1985 ấy, hoặc hơn cũng được, nhỏ hơn cũng được, nhưng mà người ta có chấp nhận mình hay không, nhưng mà quan trọng là cái hợp với tính cách, bởi vì là nó, mình không thích những người keo kiệt, buồn xỉn, nhậu hay nhậu ham ăn người làm là vết xe đổ của chồng nên sợ lắm rồi. Công việc của anh đó thì mình có yêu cầu gì không, không thích nghề nào không? Không, nghề nào cũng được, miễn sao anh tự cảm thấy là anh có trách nhiệm với gia đình, và đặc biệt là cũng đam mê kiếm tiền là được rồi. Đam mê kiếm tiền mà kiếm không ra tiền á thì được không á chứ? Chứ ai cũng thích kiếm tiền đâu. Thì tất nhiên nếu mà họ không làm chủ được thì họ phải làm thuê, đúng không? Ai cũng phải ai cũng phải cạnh tiền mà. Còn mình đây thì mình không thích đi làm thuê. Rồi vậy thì trong này ảnh đang nuôi một đứa con, hai đứa con gì đó thì mình thấy ok không ạ? Một hai đứa con thì cũng tùy, để xem người ta có cách nó có hợp nói chuyện với mình không á. Nếu mà người ta có thể, cái hoàn cảnh người ta chấp nhận được mình chấp nhận được người ta thì ok, không vấn đề gì cả. Quan trọng là người ta còn ý chí, còn người không có ý chí thì không ở đâu có con đường hết á. Nuôi con, ý chí kiếm tiền thì nuôi đơn giản mà. Còn nếu mà không nuôi con mà không có ý chí kiếm tiền thì nuôi cái mồm cũng khó. Rồi. Quê quán của anh đó thì chắc là khu vực gần gần Vũng Tàu cũng được hay sao ạ? Dạ vâng, hoặc là người cùng ngoài Bắc cũng được. Nếu mà người trong Nam cũng được, nhưng mà khu Bà Rịa thì càng tốt thì dễ gặp nhau hơn. Đồng Nai đâu cũng được ha, kiểu gần gần đó cũng được ha. Rồi ok chị. Rồi em cảm ơn ha, nếu được chọn thì bên chương trình sẽ liên lạc với mình để mình chuẩn. Rồi hello bạn ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình, họ tên, tuổi, công việc, rồi quê quán cũng như là nơi ở hiện tại nha. Ở đây thì chỉ có team biên tập và sản xuất của chương trình Bấm Hẹn Hò thôi, sẽ không có cái người khác cùng tham gia chương trình với mình đâu, nên là mình sẽ chia sẻ cho chương trình cùng lắng nghe nha.
Em tên là Ngô Ngọc An Phương, em sinh năm 1996, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 9. Quê quán là em ở Đồng Tháp. Em Đặng Đỗ Lộc An Phương. Đặng Đỗ Lộc hả? Đúng rồi, An Phương. Tên em năm từ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Em ơi, công việc mình làm công việc gì á? Hiện tại thì em đang làm nhiều việc cùng một lúc. Công việc chính của em là chuyên viên xuất nhập khẩu. Ngoài ra thì em còn là giáo viên ngôn ngữ. Công việc nào mới là công việc chính của em? Xuất nhập khẩu. Hả? Xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu là đang ở quận 9 luôn hả em? Mà làm ở quận 9 luôn. Đúng. Rồi, Phương có điểm mạnh điểm yếu gì này? Có tài lẻ gì đặc biệt không? Em chơi piano, em chơi được một cổ. Điểm mạnh của em là hoạt động, có thể thích nghi với môi trường, hoàn cảnh. Điểm yếu là hơi cũng tình cảm nên là hay bị tình cảm chi phối. Hơi gì? Điểm yếu của em là cái gì? Nghe không rõ nhỉ? Nghe rõ không? Ừ, nghe nói lại chị. Được chưa? Chị nghe được chưa? Rồi, rồi, ok. Rồi, điểm yếu của em là gì? Em nói lại giùm chị với. Bị tình cảm chi phối. À. Bị tình cảm chi phối. Vậy đó giờ đã có mấy mối tình rồi? Cũng nhiều rồi. Trên 2. Trên 2 rồi, chia sẻ cho chị về những cái mối tình của em đi. Quen bao lâu, lý do chia tay rồi. Chia tay độc thân đến nay là bao lâu rồi? Độc thân đến nay là 2 năm. Mối tình gần nhất là 6 năm. Chuẩn bị cưới. Thì cái người bạn kia có công việc và chắc là có công việc với lại mục đích riêng của họ nên là không thể tiếp tục được. Chuẩn bị cưới rồi còn chia tay hả? Dạ. Bạn trai lý do là bận công việc hay sao em? Cũng không biết, chắc là hết yêu thôi. Hoặc hãy tiếp dùng cái chút ơi, bên tớ hơi ổn, bên tôi hơi ổn á. Ừ, rồi. Em ơi, bây giờ thì chị thấy là làm nhiều ngành, nhiều nghề quá, điều kiện cũng ok mà tại sao không có anh nào theo hay sao nè? Tại sao phải tham gia chương trình á? Thật ra cũng có, nhưng mà lý do em muốn tham gia chương trình là muốn cho mẹ em vui. Mẹ em rất là thích chương trình, mẹ em là cái fan hâm mộ của chương trình, số nào ra mẹ em cũng coi hết. Nên là mẹ em cũng đến tuổi rồi, không mẹ em thì là con đăng ký thử xem, cho mình cơ hội thử xem, em muốn đăng ký. Vậy chứ em là không có nhu cầu đúng không? Em cũng có, nhưng mà không có, có nhu cầu mới đăng ký. Nhưng mà một phần nữa là em cũng muốn cho mẹ em vui mà. Tại vì mẹ em cũng bên cạnh động viên này kia. Thì cứ thử xem, mẹ em cũng đăng ký bắt đầu. Thì nói chung là khoảng thời gian độc thân thì cũng chưa có, em cũng chưa có để ra. Nhưng mà coi như là khi mà mình đã, em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi á, thì mới bắt đầu tìm kiếm. Rồi, ok, rồi. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một người như thế nào? Tại vì chị cũng thấy công việc của em nó khá là ổn định, em cũng khá là độc lập. Nên là em cũng muốn tìm một người bản lĩnh độc lập, đã có công việc ổn định. Rồi, tuổi tác vùng miền ở đâu thì được em? Em không có quan trọng vùng miền lắm. Tuổi tác thì chắc ngoài 30 thì em thích sự kiến thức con trai trưởng thành. Rồi thích con trai trưởng thành. Rồi công việc em có yêu cầu công việc gì cụ thể không hay là sao? Chỉ cần có công việc ổn định, có chí hướng là được. Em không cần phải công việc quá là cụ thể. Tại vì bản thân em cũng có thể nuôi sống tốt và em, nên là em cũng không có quá yêu cầu là phải này nọ kia. Rồi ok, vậy thì là mẹ còn có dặn dò yêu cầu là phải tìm bạn trai như thế nào nữa không? Cao trên 1m7. Cao trên 1m7 hả? Em là cao mét nhiêu Phương? Em lại thấp rồi, 3m7 đòi á. Cao là em cao 1m5 đó hả?
Em cao mét mấy Phương? Cao mét 60. Ừ, rồi, ok. Hôm nay chỉ là cái buổi cast đầu tiên thôi á Phương. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có một biên tập làm việc riêng với em ha, để mình chuẩn bị cái nội dung nó tốt hơn. Và em chia sẻ cởi mở càng nhiều thì chương biên tập sẽ hiểu em và sẽ tìm cho em được cái người mà chính xác nhất ha. Cứ cởi mở xem các chị biên tập như là người nhà của mình thôi. Rồi là các chị sẽ tìm cho mình một cái người phù hợp nhất nha. Ừ, rồi ok, cảm ơn Phương nha. Có gì em đợi thông tin từ chương trình ha. Và cố gắng sắp xếp tham gia nếu mà chương trình đã tìm được cái người phù hợp cho em nha. Tại vì tìm được cái người phù hợp nó rất là khó và vô cùng là có duyên thì là mới có cái người phù hợp đó. Cho nên là mình đợi thông tin của chương trình ha. Và cố gắng sắp xếp nha. Dạ,